lại quý vị và các bạn trong chương trình Cuộc Sống Xanh. Thưa quý vị, do diện tích đất ở chật chội, trong khi nhu cầu sử dụng của người dân ngày càng tăng cao, khiến các hộ dân phải cơi nới, xây dựng thêm các khu nhà vệ sinh hay khu nhà bếp. Do cơi nới nên hệ thống thoát nước của những khu vực này không đấu vào với hệ thống thoát nước chung của ngôi nhà mà thông qua các đường ống nhựa chạy thẳng tới các khu vực như sông, hồ. Trải qua thời gian, các khu nhà tập thể xuống cấp trầm trọng. Tình trạng nước thải chảy qua các ống nhựa vắt vẻo trên đầu người dân đã gây ảnh hưởng trầm trọng tới môi trường và gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân. Với những người sinh sống lâu năm ở khu tập thể E4, việc tránh được nước thải rơi từ trên tầng cao xuống đã trở thành một kỹ năng. Hàng trăm ống nước thải với đầy đủ chủng loại, kích cỡ, nằm lộ thiên chạy ngang dọc khắp cả khu tập thể E4. Thậm chí nhiều chỗ người ta còn không phân biệt được đâu là đường ống nước thải, đâu là đường ống nước sinh hoạt. Vì thế mà sự cố cứ xảy ra như cơm bữa. Cách đây độ 10 ngày thôi, ở trên gác này nó vỡ ống này. Thế rồi thì phân sống ấy, nó thải ra trước cửa nhà tôi này, hai bên này, một bên này cũng có một ống thải này. Rồi bên kia ngay cái chỗ nắp cống kia kìa. Nóng lên rồi thì phân nó thải ra đây rồi thì mắc bệnh rồi thì không biết là sẽ như thế nào. Do diện tích chật hẹp, những căn hộ ở tầng trên không xây được bể phốt nên phải xả thẳng nước thải xuống sông Lừ. Nhưng hiện tại, công trình cống hóa con sông này đã bịt đường thoát, khiến khu dân cư bị ô nhiễm nghiêm trọng. Phần sống có ở khắp nơi, bốc mùi khó chịu. Nói chung là quá bẩn thỉu, để các cháu không thể hít được những cái không khí ở đây. Các cháu toàn phải ra sân ngoài kia, mới trong nhà là phải đóng cửa kín để bật điều hòa, để rét như vậy. Khu tập thể E4 được xây dựng từ những năm 70 của thế kỷ trước, là nơi ở của 120 hộ dân. Phòng nhỏ nên nhiều người tự ý cơi nới và xây dựng thêm nhà bếp và công trình phụ. Khi dự án cống hóa sông Lừ tiến hành giải phóng mặt bằng, toàn bộ phần diện tích cơi nới của người dân bị phá bỏ, khiến nhiều đường ống nhựa xả thải nổi bị hở, bắc qua lối đi lại. Khi hoàn thành, dự án này chỉ có thể giảm bớt ô nhiễm cho người dân nơi đây, chứ chưa thể giải quyết tận gốc vấn đề khi việc xây dựng và lắp đặt hệ thống nước thải không tuân theo bất cứ một quy định hay tiêu chuẩn kỹ thuật nào. Từ nay đến đó, khu tập thể E4, phường Trúc Tự, Đông Đa sẽ vẫn là một điểm nóng về ô nhiễm của thủ đô.